Xin chào tất cả các bạn nha. Chào các bạn nha. Chào bạn nha. Các bạn ơi, thì tối đêm nay anh em mình sẽ gửi đến tất cả các bạn một cái món ẩm thực và một cái trò chơi mới nữa nha bạn. Đúng. Do anh em mình mới suy nghĩ ra nha. Đó chính là trò chơi gà mổ thóc các bạn. Đúng. Đó. Các bạn nghe trò chơi này các bạn thấy quýt cái gì đúng không? Quá quýt rồi. Bữa nay bố anh em mình sẽ làm 4 con gà và anh em mình sẽ tranh nhau để mổ thóc nha. Ok. Trong thời gian cố định mà bố anh em mình mà hai người nào mà mổ được nhiều thóc thì hai người đang còn hai người okay. Kia nhìn miệng okay, okay. Đơn giản không có thóc là nhìn đó đâu rồi. Không có thóc thì không bao giờ cho mượn gạo nhanh trai okay. Đúng không sống mà không đúng có thóc có cho mượn gạo chứ đúng. Rồi bây giờ anh em mình sẽ giới thiệu tới bạn là một cái món ẩm thực nha. Đây chính là tôm càng xanh nha bạn. Đó mình có mua gần 2 kg tôm càng xanh nha. 2 kg là hai ăn nhiều rồi nha. Đây bên đây là có hộp vịt muối bạn, mình chỉ lấy chồng đỏ. Chồng trắng mình đã loại bỏ nha bạn. Đó, mình sẽ làm cái món tôm càng xanh sốt chín muối nha. Đó. Ồ. Bên đây có cái tô thịt ba gọi nha bạn. Ăn luôn. Tép mỡ nha bạn. Tép mỡ nha bạn. Tép mỡ nha bạn. Tép mỡ cũng luôn. Đó là tép mỡ nha. Tép mỡ rồi. Mình sẽ làm cái món tôm càng xanh sốt chín muối nha bạn. Bây giờ thì anh em mình làm món trước và sẽ tiến hành vào cuộc chơi sai bạn. Tôm này thì anh em mình sẽ xẻ nó ra nè bạn. Để nói sâu á. Chắc còn đâu đúng không? Xẻ nó ra cho cái trời mình sốt cái trứng muối nó với cái gia vị nó thấm vô cái thịt tôm nó sẽ ngon nha. Bây giờ anh em mình sẽ xẻ. Các bạn đừng dừng màn hình và đừng chuyển kênh nha bạn. Tôm mình đã trụng nước sôi sương sương nha bạn. Để cho mình xẻ cái thịt nó không bị hơi hơi phải không? Nha. Sương sương hả? Em nó hơi hơi phải không? Hơi hơi thôi. Chảo nóng mình sẽ cho bơ vô bạn. Hơi hơi. Bơ cái mày hơi hơi. Cho hơi hơi vô. Mẹ giống mày giống bị mắm gì trời nó thiệt luôn. Không. Tập luôn lộn. Tập gì lỡ ra từ trời này. Đó thấy không. Ồ hay với trời. Ồ để nó chạy giống chút cục mỡ bò vậy trời. Giống cục. Kem với trời. Giống mới nói giống cục trời. Giống cục. Cục gì? Giống cục kem. Cục kem tay chảy không rồi ơi. Cục lâu hơn. Thật ngon rồi ăn nha luôn rồi đó. Ừ. Mấy con này nó cứ lớn đây hoài thương thân trời. Đam mê luôn rồi nhiều hôm chỉ là giúp con chưa thân lâu trong vườn đưa rồi bốc cháy không nhẹ nhàng cháu giàu ơi với tụi cậu chỉ chung đứng nữa đây đây cái bơ đã tan chảy các bạn, giờ mình sẽ cho tỏi vô nha, cho miếng lửa mini cái đi không xèo đi chứ vô ớt luôn nha bạn. Trứng trứng rồi các bạn. Trứng trứng muối sốt bơ tỏi ớt không? Tao dẹp quá. Quá đẹp đẽ luôn. Sốt tóc mỡ được rồi. Đây bây giờ mình sẽ vô trứng muối nha bạn. Vô. Mười trứng hột vịt muối mình loại bỏ chồng trắng nha, còn lại chồng lòng vàng thôi nha bạn. Nào một canh nữa. Rồi mày canh đi tao đi nè. Mày canh đẹp đẹp đẽ đi. Đây mình vô một miếng nước mắm nha bạn. Đủ đẹp trời. Rồi trời cái vòng quay một bên mà. Qua ít hạt liêm. Một ít bột ngọt. Quá đã. Hey. Một ít đường. Ít đường không nè. Đúng rồi đã đó đúng rồi. Ít đường ớt nha bạn. Đúng bạn. Mày đi chưa chơi mà đã biết được là cái người nào ăn người nào không, cho thiệt cho mày kiếp sau là mày làm mày bối luôn thiệt á. Tao ăn á, ăn kiếp sau á. Bối da ma mà quét nhà ra ghét mày kiếp sau á. Ghét ra cái gì nữa? Độc lạ nữa. Cái này không ai đốn được. Kiếp này đội tay lâm lem. Hả? Mày vô tiếp mở theo lời của lùng clem nha bạn. À. Quá hợp mày ta. Rồi. Không ngon đâu. Tướng gió ngoài đây cái gì đúng không? Mày lê miếng rồi lộn hử coi nó. Ê bên đây hôm kỳ luôn nè. Rồi không? Ủa thử đi. Ê quá. Ở đây không nè. Lim lim lặng à. Thử không? Sao đây hổ đất gì đâu. Ôi dào. Thôi anh ơi anh. Ở đây người ta đâu có nuôi rắn đâu à. Hai con hai bên kìa đại ca đâu. Hai con hứa già. Hai con hứa già luôn kìa. Mới nhảy qua đã lội đầu lên đó. Đây bây giờ mình cho tôm vô để mình sốt nó luôn nha bạn. Thì mình đã luộc xương xương rồi nha. Mình sẽ chẻ ra luôn nha. Tại con tôm mình chẻ như vậy nha bạn, cho nó thấm cái
cái trứng muối luôn nha họ. Ghê quá, điêu nghệ vậy. Lazy and happy. Đúng. Rồi xong. Đủ nào? Đủ quyến luôn. Đi báo bây giờ có chữ lazy and happy đó. Đủ. Lazy and happy gì? Rồi mày đó. Mày đó. Đó. Lazy and happy đó. Đậu tiếng Việt cái màu luôn em. Ép à tay à. Ở trên có xì tay. Làm tan không? Chá. Có đâu mèo. Mày ấy cứ chữ chữ cách nè. Ừ. Đúng rồi. Cách thèm. Cách ép làm cách. Phát. Con cát, cát là con mèo đó ông nội. Phát. Ờ, phát đúng rồi. Phát. Con mèo mập. Phát. Ốp, mèo ốp. Mèo mập không á. Mày với con mèo ốp. Trời ngon ha. Trời ơi. Ở đám đuối vậy trời. Bờ đó ông nội. Mình sốt mình nạc. Sốt mình chín đó ông nội. Chín sạch là luôn á. Chín tôm và nó rút vô trong cái thịt tôm nó mới ngon nha. Ý là nó hấm từ từ vô. Đúng. Đúng nó đỉnh đó. Còn cái món này tao xin phong ăn cho anh em ơi. Thôi tôi nhìn thèm nha. Đi thèm bác gọi đi về đi em ơi. Tôi cũng ghét xin phong bữa nay quá. Đậu đã. Cái món mà tôm càng xanh mà sốt trứng muối nó đã hoàn thiện như vậy. Rất là ngon nha. Sao gọi chào. Quá đã. Xút ra đây đi anh em ơi. Tắt lửa đi. Tắt lửa đi. Xút nè. Nó xút bịch xe. Xút nè. Rồi giớt chàng con là nhót cuộn con nha bạn. Với con nặng lực không, nó không dữ lắm rồi. Ôi, trời ơi nó bóng lỗn trời quá đã chứ. Rút vô nhẹ lắm. Bóng còn hơn bóng đèn nữa, xuất sắc quá, quá xuất sắc. Rồi, ngon quá không? Cái này còn hơn là quá đẹp đi luôn. Thằng nào nhìn thèm là chết liền. Cái này ăn mút tay dính xuống nhẹ lắm trời trời. Mút luôn hả? Ừ. Mút tay. Ừ. Được, ta sẽ mút tay luôn. Ok. Nó lắc lắc cho nó đều xuống không? Thật thở ngon. Hay ngon lắm quá. Cái món này các bạn hay sao? Quá tuyệt vời. 1000 điểm cho chất lượng các bạn. Đậu đã. Ngon lắm, quá tuyệt vời. À. Con mình nấu lý các bạn, nếu hồi mình liếm càng hồi nữa mình nhịn thèm nó sẽ không ngon nha. Cái gì vậy trời, hồi dớt cái dĩa các bạn, cái cắt luôn quá. Ok, này, ok đi. Con cơ hội liếm nữa. Đi lên ca. Ok đi. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ dọn ra để cúng cho ông bà đất đai, rồi sẽ mời tất cả các bạn bước vào cuộc chơi để thưởng thức cái món tôm càng xanh sốt trứng muối này nha. Rồi thì anh em mình cũng vừa cúng cái món tôm càng xanh sốt trứng muối trong bà đắng đai xong bạn. Và bây giờ anh em giới thiệu tới tất cả các bạn cái môn là gà mổ thóc cho bạn. Đúng. Đây. Giới thiệu ơi, giới thiệu ơi. Đây là cái đấu bảo hiểm nha, không có gì để đó để giới thiệu các bạn. Đó, nhưng sau lần này một chai nước nha. Đó, chai nước làm gì ta? Chai nước này là tượng trưng cho con gà đó, hiểu không? Ừ. Bên đây cũng chạy luôn nha bạn. Ờ, như cái nấu con đùng này nó thiếu cái mỡ thôi. Tại cái này là tượng trưng cho cái hỗn thóc không? Không, cái này là cái chai cái đó. Ủa, này sao có lỗ làm gì ta? Này để mổ. Mổ hả? Rồi mổ nước hóc vô không? Được. Đây bây giờ mình sẽ làm thử cho bạn xem gà mổ hóc như thế này bạn. Trước tiên mình sẽ đội cái nó mềm lên. Và mình sẽ cài cái quai lại. Trời cái quai không cài không điều luôn kìa. Cái đầu nó dễ quá. Tôi lại. Cái quai dễ quá đùng với trời tôi lại chứ. Đó. Hiểu không? Cầm nha. Rồi cầm đây ông cầm đi. Và đứng ngay chỗ này. Ok không? Và mình sẽ có nhiệm vụ là mổ lên, mổ xuống, mổ lên, mổ xuống. Cho nước nhiều ra. Trong thời gian 3 phút. Mà anh em nào, hai người nào mà cái lượng nước ở trong cái lon này nhiều thì sẽ được ăn, còn ít sẽ dùm miệng. Okay. Mỗi bạn. Mỗi sao đi, mỗi sao để tránh nước vô cái lon. Giờ mỗi sao nè, thấy mỗi sao nè. Đó. Ok ok ok, phải không? Đỉnh đó. Ok đó, mỗi đỉnh ra. Đỉnh nước trong lon hai người nào nhiều thì được ăn, còn hai người ít thì dùm miệng. Ok ok ok. Ok không? Hiểu rồi. Đấy. Anh em nào cũng có 3 phút đều hết. Như vậy nha. Rồi coi ai chơi trước nè. Anh em nào cũng có lượng dĩa bao đon. Không. Hai anh em mình đừng uống ba đôn nữa, hai uống paracetamol nè. Ok ok. Rồi, uế để cho nha người chơi. Rồi, rồi. Dạng, quá dễ. Okay. Quá thường. Có cặp nào cho trước nè. Quá dễ trời không cho chơi đi. Gà trước luôn nha. Ok. Thôi ra trước chứ sao đi rồi. Cái này chưa không biết gì quá nữa đi. Cái chơi này tôi thấy quá đơn giản chứ khi khác thì em thấy cái đậu à. Không kìa chơi nó gì từ đầu mới đậu. Rồi vô nè. Rồi. Trước. Uế. Đi nhau thôi. Hai đang hay trắng. Rồi ra cặp ơi. Cặp ơi, hư không cặp ơi. Tụi ông cặp ơi. Hai bên chơi. Hai bên chơi nha không? Rồi ông xuống xì coi ai chơi trước nè. Ok. Thắng làm vô không dạ. Ừ. Dứt. Trời ơi. Trời ơi. Ông chỉ là con hổ trắng ơi. Hổ mày bây giờ nè. Sớm mày cũng chơi mà môn mày cũng phải chơi. Bởi vậy mày chơi trước gặp nhiều bước, hiểu không? Ừ, không. Cho phải thà cho hai ông này ông xỉu trước đi rồi mình có gì mà nói sao. Nó xỉu chắc mình cái còn cái chuyện trước.
Cùng xem cái môn gà mổ thóc hôm nay, hai người nào sẽ được ăn và hai người nào sẽ dầm miệng nha bạn. Dừng lại khoảng chừng là 2 giây không? Chút chưa? Tao thiệt chứ, bây giờ đậu không tao biết tao là ai luôn. Bây giờ anh em quay đầu xe thẳng cho đi. Nếu giờ tao quay phim có nào ngã xuống thì chảy liền mới kịp không? Chứ lại tao quay đầu xe thì nào? Kêu hãy chơi sao đi, không chẹo rồi vậy chứ. Đậu phẩu xúc xì cho tao biết trước được à. Giờ kêu xe chạy vô vừa. Ừ điện thôi. Chứ rồi nữa ngã ngang. Chứ thấy nãy mà mình mới cuốc mà giống như là cuốc trước cho bạn xem thôi, có mấy cuốc mà lại khó chịu nhé. Tập đi, tập bây giờ đây mình sẽ làm những con gà chăm chỉ nha bạn. Những con gà xịt nước, xịt nước. Những con gà bắn nước. Ok, dứt. Dứt. Vô. Dứt tiền. Bắn chết thôi, gì sợ này. Tiền là mình nói chút này ra nha bạn ơi. Không, cái hũ không có gì chứ. Mình kiểm tra mới được. Rồi, thời gian. Mày đứng đây mẹ, mày lại đứng kiểu kì á. Muốn đứng đâu đó. Đó, vàng 3 phút. Rồi. Anh em sẵn sàng chưa? Rồi. Rồi, ok. Canh chưa? Ok. 1, 2, 3. Dây. Chơi. Không biết cái chai gặp ở đâu. Ông trời, ông này bị lé luôn rồi trời. Cái lỗ tao đập đâu? Cái chai đập đâu trời đi. Cái thằng. Trời ơi trời, xịt chai kìa. Thôi ông tự bơi em ơi, vòng chơi ông mà không có dầm. Cái vòng chơi. Cái đầu rẻ. Cái đầu rẻ. Cái đầu rẻ. Chơi giá đầu với cái chai. Rơi mày. Ông Tân, ông Tân, ông Tân. Tân. Tân ơi. Ừ, cái nó chạy là tự nhấu, nhấu rồi nha. Đó. Tân còn nhau ơi. Ông nhức đầu quá rồi. Ông Nghiêm nhóc ở nhà kìa, ông chưa lúng cái dòng đít dưới nữa. Tân hả? Trời ơi, ngồi nữa nước ra lúc một cái gan mắt luôn, mất kỳ luôn quá. Nhức đầu quá. Nhức đầu quá. Cắt tiền luôn quá ông nội ơi, đâu không mà này. Mới có hút 52 vậy hả? Là sao? Mày còn hút 52 vậy đúng không? Còn hút 52 vậy á. Cố lên, cố lên. Ông xà thôi lội mẹ. Đâu mà ông nhanh không hãy tao luôn. Cái gì? Bây giờ một mâm luôn kìa. Điều chỉnh thẳng hả? Ừ, điều chỉnh dữ hả? Kéo cái lon lại. Trời ơi, không có quyền bức thế mà. Ừ. Đó. Ra ngoài xịt ra ngoài. Đâu không? Thôi này, chứ bình thường ông đi toilet sao? Đất nhẹ hả? Ông chết rồi kìa. Đâu không? Đâu không? Tôi biết đâu ơi. Ê, đổ, đổ, đổ. Nãy rồi, ơi, ơi, trời ơi, chơi nhẹ hả? Rồi, giờ trà bắn nước nhẹ hả? Còn nhiều vậy anh ơi, chết rồi này. Còn nhiều lắm, còn hơn hút lạnh. Cố lên, cố lên. Trời ơi, Nguyễn một mắt. Cái đầu á. Ôi, ông nội này xịt vô cái bàn đó chứ không phải cái lần cái... Tôi cắp bàn quá. Cắp bàn quá. Nguyễn Nguyễn xịt. Dễ dè luôn trời. Ông Nghiêm bắn nhẹ hả, bắn xa phết luôn á. Trời ông này tay biến nhẹ luôn á. Vậy rồi đẹp nha. Bốn làm gì? Bốn bảo đi tao chạy cái tao kêu chơi bảy bốn một đánh chơi bằng bút đi chứ chơi gì bốn á thì chạy. Đấy ra nãy chơi hành nửa tiếng thiệt luôn mấy lần. Chơi gì bốn bảo không này trời. Á đồ nghĩ là có bao nhiêu không ở đây. Còn 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 nhiều không? Còn tới 1 phút 50 giây lận. Cái gì đó? Chuẩn bị nha, còn 20 giây nha anh em. Cố lên. Ok rồi. Ok ok. Chơi trò gì vã đồ chết quả. Đâu hết nghe thấy trời. Kết quả đã biết. Buồn rồi nghĩ ra cái trò chơi vã đồ chứ. Thôi toàn. Chuẩn bị còn 5 giây. Mạnh lên, bắn mạnh lên không làm. Đủ. Hết giờ. Hết giờ. Khỏe bỏ luôn kìa. Hết giờ, hết giờ. Ủa, bụng này nó đó là bơi chi lấy. Quay về đủ. Mệt quá. Thôi đẹp ơi, đẹp ăn đi đẹp ơi. Tôi bơi quá chị mấy ơi. Ok, ok, ok. Con, con, con. Để tôi gỡ cái này xuống, tôi bơi quá rồi. Chị Bách nói là đủ bẩu trò chơi gì mà đơn giản. Rồi, cái não tôi đắc lư cho mày luôn không đây. Tí quyền đó vậy. Rồi, tí heo nhập ổng rồi. Chơi trò chơi gì mà á đù dưới trời. Nè. Nghe là tôi giống lùn cho ăn luôn không? Mày nhiều trời. Nè. Ờ tao được bộ chứ, giỡn hoài. Biết tao ăn quần keo có đâu sao? Rồi. Trời ơi, cái hổ tôi. Dạ, quay phim nhiều tao. Ok, ông nội nè.
thì tao lỗi với mày. Không lỗi, bạn để coi không ông kia không được như đây không chứ. Đây, góc nơi đây. Lấy này luôn ra. Ừ. Bây giờ lau chỗ này, chỗ này cái áo nè. Trời, lông não luôn trời, đậu hỏng cái lông vỉnh lên chấm luôn chứ đứng hồi lên sống mặt thế. Tao thấy mặt ông sướng mày đi luôn, xạo xạo hoài. Tối luôn mày. Nè, hai lon khác này nha các bạn. Ok. Ok, chuẩn bị để hai ông kia chuẩn bị cho bạn. Rồi bây giờ tới lượt của te và lùng nha bạn. Thì mình sẽ bị người kia đánh bại nha. Bây giờ chờ hai anh em này. Nếu như hai anh em này mà bú chắc là mình sẽ được ăn nha bạn. Còn bú là to luôn. Không có ông nội luôn nè. Ok, tôi ngủ vậy. Bà hú rồi. Ok. Rồi chưa? Yeah. 1, 2, 3, go. Gì hả? Gì anh hai, chặt lắc nha anh hai. Bà hú rồi, bà hú chạy. Đu. Kẹo luôn rồi. Hai người chơi cái bóng không chạy. Đồ dưới bóng bóng chạy. Đủ. Đủ ra. Hai người chơi cái bóng không chạy. Đủ gì chạy. Đủ ai dưới bóng hết. Nhìn thấy quay đậu mổ chơi nữa trời. Trời ơi, hiểu có trắng nhẹ. Tôi cầm cái còng quay được không? Được. Ok. Ô, tao với thầy đúng rồi. Chạy. Lại 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 lại. Ôi. Đồ dưới bóng bóng chạy. Trong mặt nhẹ hả? Trời trời giá đồ. Đây là trời giá đồ nhất thế giới rồi. Tới lại luôn rồi. Đặt tay bên quá nhậu rồi. Đặt tay bên chơi hai bên cừ đó đấy mà. Cậu cảm nhận tí đi chứ. Trời 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 quá hết rồi nó cam. Chơi lại luôn chơi đâu. Chơi lại nữa đâu kìa cam. Chơi đi. Ô nó không đẹp mà chạy hay quá. Thôi nãy mình chơi bạn nhìn nghe te của bạn đứng đó trời trời ông sàm này ô mở mắt giống vợ không chạy. Mở mắt giống vợ mới te. Không phải luôn hả? Ông tự điều chỉnh ông chứ. Mày mở mắt ra mày nhìn đi té. Cô nghe nè. Ông lũ bị đánh mặt cài rồi. Mày mở mắt ra mày nhìn kỹ té. Không vô cái gì vậy. Có gì á lũ vậy trời. Tôi quay quay tao trời. Đâu mặt. Nghe ơi trời. Ủa, nhìn ông lộn gì sánh, mà sẽ sánh mặt lại. Nhìn sao đâu mà sánh. Tại mày đậu mà ông ta chơi mà chơi được bao giờ. Mày bị túi gì nhẹ. Chơi gì đá đậu dữ à. Sao tại người ta chơi mà chơi được bao giờ. Tôi nhiều chứ. Tôi vô nhiều không. Nhiều lắm rồi. Ông vô chọt á. Mày đó. Mày đó. Mày đó. Mày đó. Mày đó. Bây giờ tôi mới biết được. Là. Là mấy ông này chơi đậu dữ rồi. Trời ơi. Đậu giờ nó nặng cái đít đó. Ô, ổng làm cho tao. Thì sao mặc lời rồi. Thì sao mặc lời. Dạ. Rồi. Ô, tao biết nó vậy. Tôi phải xịt lại nó đi. Trời ơi. Trời ơi. Ông thấy xịt sắt không vậy. Ủa. Tao kêu tụi bay rửa sàn nhà đâu. Trời ơi. Ở đó rồi. Vậy đấy Vũ kêu 15 phút đậu. Ở trời vô rồi. Chưa. Tôi say sẩm nhẹ con bao nhiêu giây rồi trời. Còn lại phút nữa. Giống 15 phút vậy. Cái gì không hả? Rồi vậy tung nhẹ luôn. Tôi này trên trâu này cảm nhận. Chú ơi đó hay lắm trời mà. Nghe không nghe không. Nghe vô rồi. Ôi vô gì vậy trời. Quá được vậy. Quay gì. Nhận cái lon đó chị trời. Gì không nổi đâu. Đứng giữ luôn trời. Rồi. Hết rồi nha. 4, 3, 2, 1 hết giờ. Quen. Rồi đây rồi chưa? Mới giờ mày nói tao mày chơi mới không nhập. Đâu 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 ở đây là ở đâu mà trời? Mình chơi gì? Muốn mua hộ tôi với già tôi quá. Lúc mà mình chơi mày te với đụng ngoài nó cười. Phải chi đó? Cái giòm. Ai chịu canh? Sao không chịu canh chứ trời? Cái chậu nước được luôn vậy ông nội ơi. Sao lại không canh chứ? Lại cái bồn mày có nhiêu nước này hả? Ờ lụng nhiễu trời. Trời ơi. Trời ơi. Lụng gì có. Trời ơi. Vậy là hai ông này. Tao có niềm tin lắm nha. Ê ông sao lấy cái ly nhỏ đó xuống sao? Tao có niềm tin lắm nha mày. Cái nhỏ đó ừ. Không tôi xịt quá trời mày. Tôi chắc tao bị xịt đâu. Ôi trời ơi. Ờ không biết nha. Không lấy 4 ly ra đo đi chứ. Cho con bạn chứ. Này là cũng lụng phải không? Đó. Nè. Lụng đó. Không lụng nhiều tôi nha trời. Tôi bị cái lon nãy nữa mau. Chúc ai nha. Chuyện nào mà đo đi mới biết ăn thắng đâu chứ. Thôi cho mượn cái dây dựng cái đây. Mày dắt hết luôn anh lụng. Ok được rồi ông ơi. Cái mày còn chỗ cái gì. Còn chỗ chắc là ngon nha. Rồi tới ông ta ăn hai trái đi. Ừ mình trái đi. Tôi này gọi là quăng luôn cái lon. Mẹ ông lùi lên trên đây phải không? Ừ. Ông còn ông hết mực. Ông hết mực. Nó xí quách rồi gì vậy?
Rồi hôm nay là hết gì. Hôm nay cài xuống không cho chị. Rồi vậy là lùng là lỗi. Đây nè bạn, đây nè bạn. Đây là ly của anh hai các bạn, đây là ly của ông lùng các bạn. Lùng lỗi té rồi. Ủa gì? Đây. Rồi lùng lỗi anh hai nha. Rồi lùng vô chung kết. Đây. Lòng đã vô chung kết cho mình nha bạn. Không có ông hàng. Đây đây. Rồi để coi nếu mà ông Sàm mà lên không lùng là ông Sàm. Ông Sàm thôi là tao với mày lụm nó nha Bi Bin. Mày đừng có nói té tao thì lùi nhục tao nó đổi cho mày chết chết tao luôn quá không. Tao bỏ đảo ông nhiều. Thôi tao đổ bớt bớt mày. Ừ ông bỏ đi ông dám bỏ không đây tao nhìn thèm mới bỏ luôn. Nè mà coi tao bỏ bớt miếng rồi nè ta. Bỏ thèm. Ê cái đó chơi là ghét chịu nha. Ăn gì bao. Rồi vô. Bỏ bớt miếng luôn á nè. Tao đầu tới mình nha bạn. Quá trời. Trời ơi, ông quá sợ xíu quách luôn hôm nay. Ta hiện cái tao dư xíu quách luôn hiện kìa. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Bởi vì tao nói mày. Thấy đâu tôi lên luôn. Ở xíu quách quá giàu. Bởi vì em kìa. Ôi quý phim nha. Đó quý nè. Ôi quý một đống luôn rồi. Chết luôn rồi. Quý phim ít tao nó hiện. Bởi vậy tôi còn trẻ mà. Quá đi dạ. Anh hai cũng còn trẻ mà. Ông hai. Ê lại. Chéo luôn. Còn miếng nào ông nội ơi. Bởi vậy em mình còn trẻ rồi. Đấy. Da quần này nó đầy uống đầy đi trời. Trời ơi. Trời. Mày uống lúc chết là... sao mạnh mẽ trời. Vậy là này là của ông Sào với mình đó bạn. Trời ơi, tới ra yếu đuối. Của cô Te nha bạn. Không. Cái trò chơi gì quái đản luôn. Ê. Cái đậu trâu đậu rồi. Mày nhìn thấy nó mày hay sai mày tới chưa chắc gì tao thua đâu, tao bỏ lưng vô đó mày chế đụ ra. Ờ nãy mày chơi đấm đấm núi nữa mà. Tao giờ tao chơi ai bay là quá yếu đuối. Ủa tao tôi giờ tao giữ cái đẻ hết trơn luôn á trời. Không. Mày này, gửi sàn. Luôn mày giữ bàn. Thấy không? Trời ơi. Gửi sàn thì giữ bàn bởi vì tao cũng trúng đâu. Nãy nhìn tới miếng trời đâu thấy đường gấp mồi đâu thua rồi. Sàn bóng cho mày nhịn. Đâu không ghi gì đâu nhịn bóng đèn cháu đi. Rồi sao đã đó tao rồi. Đúng rồi. Trời biết không? Rồi. Thôi thì thắng tôi rồi. Thắng tôi rồi. Đây là của Lùng Cà Lem nha. Đã mình bị mình đánh bại các bạn, đây là của mình nè. Ờ các bạn thấy không? Quá nhiều quá được dạng. Con này quay phim này nó còn ta trai trẻ thì các bạn biết rồi. Quá tôi, dữ rồi. Tôi nha. Con này của con Te bạn uống cho bạn. Uống đi bạn. Trời trời. Rồi bây giờ thì thắng bài đã rõ thì Lùng và Te nhìn miệng mình và phim được ăn nha. Thôi bây giờ mời tất cả các bạn cùng ngồi xuống để thưởng thức cái món tôm càng xanh sốt trứng muối với mình và phim nha. Te sao hồi nãy mày không mở mắt ra mày dòm để mày nhiễu nước vô cái lon mày Te. Mẹ tôi nói được thôi ơi, giờ tôi nói thiệt với ông á, tôi nhìn thấy 100 con tôm nè. Tao chơi cái mày đứng ngoài mà la tao đó, ông vừa mở mắt dòm đậu phòng cái bình chay bắt mày chết à. Ông nó cắm đầu có thiệt luôn trời. Ủa mày tao nhắm nước mắm luôn đi. Tôi nói giờ cái gì á, giờ thấy 100 mấy con tôm luôn ấy. Không có, bây giờ thiệt chứ, bây giờ cho tao ngồi ngoài nhìn miệng ngon ăn thiệt, giờ chắc đâu. Hồi nãy là ông kêu cho 7 phút phải không? Trời trời 7 phút chắc chị diện quá. Hồi nãy ông kêu chứ ai? Kêu 10 phút. Kêu 10 phút. Ừ 10 phút. Sao kêu 10 phút như vậy? Kêu 10 phút. Ông kêu 10 phút là nãy là điện kêu xe là kẹp luôn á. 7 phút đâu. Tôi mà thêm 1 phút nữa là tôi té lại bạn luôn quá. Mình kêu 10 phút bạn té chơi tới 13, 15 phút nha bạn. Giờ là anh em mình trồng chuối là đi về luôn á. Cái trò chơi này chúng ra quá đơn giản. Quá đơn giản. Lắc kiều. Bây giờ tụi ông ăn rồi, chơi này ăn rồi mới đã. Không mày ăn mình mày lúc nãy đậu bộ vậy mỗi cái này tao sợ cái đầu ghẻ đó mày. Quyền có ý kiến ngay trời. Nhà đó đây. Dạ nè. Giờ này nào cũng muốn vô nhà ngủ. Thiệt cho giống như mà hiện tại giờ mà giống như mình đang uống lon bia là đi đạn là đạn sẽ đấm luôn nó mình sẽ sống rồi. Quay lên, trời lên, quay Huyền có ý kiến hay mà chơi trò chơi mổ hóc thì phải ăn tôm phải mổ vậy mới đúng bài chứ. Thật sự là bây giờ nè bây giờ tao người mổ mày tao thôi mời tất cả bạn nha. Nói chung đây là thành quả cố gắng các bạn bởi vậy đúng. Cho dù có nhức đầu chóng mặt hay là mình ỉa chảy luôn mình cũng phải ăn nữa. Ừ cũng phải ăn để thành quả phải không? Ok để là mình làm một phát này ông làm đó hả? Đúng rồi. Tôi làm này. Nãy gì chạy? Bơ. À, cái đầu tôm. Đầu tôm đúng rồi. Đúng rồi. Ồ mình làm bên con nha bạn. Mình giữ coi cái món này mình làm coi nó như thế nào nha bạn. Cái thành quả mình cố gắng nãy giờ nữa. Thôi mời hai con gà bị gió nha. Hai con gà. Đầu đang đây. Hai con gà bị gió. Gió ấy vậy em. Vậy là kêu ông là hai con gà. Ừ. Hai con gà bị cúm. Rồi. Vô. Đây. Vô. Mời tất cả bạn nha. Vô. Ờ mời hai gà cúm luôn nha. Okay, okay. Trời trời, tự nhiên hai người đương tôm bụng sôi nhẹ. Hai con gà. Ngon hay không ơi? Sao không? Đánh lại hay gì vậy fan? Ơi. Mày giống thuốc tiên trời. Đang nhức đầu cái đầu như bực nếp miếng con miếng mà tỉnh gà lên trời. Đủ. Cho tôi nếm ra cho tỉnh ra tôi cũng muốn tỉnh à. Không, không được đâu. Ai cái giờ dạ, tôi cái đầu nặng hơn cái đít này. Thôi vậy mà em biết rồi. Thôi để ra liếm đít rồi đi. Ngon trời. Ngon không thôi. Ừ rồi.
nè, nãy mình chóng mặt đó nha bạn. Sao mà ăn có miếng mà tôm cà xanh xúc chú muối cái vô cái mà thấy nó đầu mình nó khỏe quá luôn chạy. Ơi cái clip này mà có lên mà tôi quay mấy cọng tóc anh em không cảm nha. Đâu có đâu tôi quay nhẹ. Cho thử ơi. Có. Cái clip đăng lên các bạn có. Ủa. Con té qua lên trên nóc nhà chắc kém. Trời điên đảo rồi chứ. Ồ, món này quá tuyệt vời nha. Quá tuyệt diệu. Nhìn đã làm hồn hả? Ừ, ngon. Đây mình lột ra chấm vô cái miếng nước chấm mà thần thánh nha bạn. Tại sao lột dễ vậy? Trời cái dĩa ngon nhẹ, trời dĩa nước chấm rồi bạn ơi. Trời trời chấm với này hứ gì chịu nổi. Quá độc. Trời đất nữa rồi. Không, mỗi lần mà thằng Lồng nó ngồi lưng nhìn mẹ nó bị sặc miếng ngộ vậy trời. Không có sặc, sặc đâu sặc. Gì? Gì ngộ trời. Sặc miếng luôn nó đại đi nội vô ơi. Miếng này nha. Chấm miếng này. Chứ muối với gà tôm luôn đây nha mày. Giờ tôi nhìn ăn còn ngon hơn ăn. Chưa chắc đâu mày ăn vô nãy đâu, nãy tao say sẩm rồi tao ăn cao tỉnh luôn thiệt. Ăn vô hút tiên nó nổi rồi. Mời bạn nha. Ông muốn xạo dốc quá. Quen đâu thử miếng miếng nè. Trời ơi trời. Quá mày. Em lâu thử miếng đi. Thôi anh em cho ăn quậy cho vô này. Cho một cái giọt đó thôi cho tỉnh lại coi. Một giọt vậy? Một giọt của bơ. Té mỡ cũng được đó đâu. Có mày một con quy phẩn cũng có lên chứ. Nhớ đây, nhớ đây. Nhớ là lấy ra là ổng đi đem ngâm nước liền luôn rồi. Một con quy cũng có luôn. Nghĩ đây có nhiêu tôm đây mà anh em mình sốt 10 cái trứng không thịt muối. Đúng rồi. Thôi bị nhiều luôn á. Béo à, đã à. Nghĩ nó ngon hứ chịu nổi. Biết béo luôn trời. Không ăn luôn biết béo. Cảm nhận biết. Nó vậy đúng rồi, không ăn tan nữa nó béo. Vô bây giờ mà nó ngọt giờ mình cũng biết chứ. Cảm nhận. Đúng rồi, mà cái mỏ quyền nhỏ xíu trời chắc ăn 10 con tôm lượng mới vừa mỏ quá. Ngon. Này mà ông lột đầy chén, ông lấy muỗng múc gì trời ông ăn dễ rồi ông nội ơi. Mời bạn con nữa nha bạn. Ông nuốt vỏ luôn nội ơi, mấy chị vô ông không có chóng mặt. Đó, hết chóng mặt qua quay gút luôn. Trời trời. Trời nuốt kìa. Trời ơi trời. Ôi, ngon quá này. Quá đã. Hết nữa chóng mặt rồi. Đây, tôi có cái nàng mới. Hết chóng mặt giờ ăn kiểu mổ đi trời. Tao hết cái đầu rồi mày, hiểu không? Giờ ăn kiểu mổ lên đi cho nó hoành tráng. Thôi tay mổ đi đi. Đúng rồi, tôi không phải mổ này, hết đống này mới được. Ăn tao mổ hết này nha. Mổ bằng cái đầu kìa, gạt lên đặt xuống kìa mấy ông bài. Mổ rồi. Đủ đâu bằng cái đầu ghê vậy, đầu có tay hả? Tôi mổ nè. Đâu. Đủ. Đây. Mổ cái đầu. Trời ơi, cái đầu cái gì đó. Ủa, mổ mổ nó miếng ăn cái này giống cái ké luôn á. Mổ nó mổ tôi vô sống. Tôm ta đang mà ngọt nó thơm vậy để nó mổ mấy cái thú quắc thì ké quá. Thôi mời bạn con nha, thằng muối. Mình có kiểu ăn mới nha bạn. Bắt đầu là các bạn. Tôi muối trứng muối ngoài hết nha. Ngon. Tôi có kiểu ăn mới không thằng? Đâu. Rồi mình nằm xuống mình ăn nó ngon cái mổ. Mình cũng ăn thật với các bạn là rồi. Mình chép dữ lắm nha bạn, chịu không nổi luôn rồi. Nè. Chép, mời nha bạn. Chép nãy giờ. Mời ông luôn nha. Không, nãy giờ nuốt miếng rồi có vô bạn. Đủ rồi, chết trời. Vừa mới nói chép xong vẫn là chép thì không kịp luôn trời. Mình cũng có gan mới vậy bạn nè. Đây mời bạn nha. Rồi mình đâu phim chép đây bát rồi xong luôn. Cái này còn cái mỡ cái đầu nó xẹt trời đã. Quá đã chứ. Cái đầu tôm nè. Được rồi. Thôi tao biết rồi tao ơi. Mày mốt á mà lúc mà làm cái món ăn á mày đừng có nhúng tay vô. Nhúng tay vô là mình thua liền. Để cho ông xào ông làm mình thôi. Nhúng hả? Người nào làm người đó thua đó. Tôi nãy tôi nhúng chân luôn chứ mà cũng có thua. Nãy nhúng hai tay chân luôn. Không. Đặc biệt cái món hôm nay rất ngon. Thường thường mình làm có 4-5 cái trứng muối như này, 10 trứng trận. Không, bữa nay có tép mỡ mà lùn. Cái lùn nào ăn vậy? Bữa nay có tép mỡ mà không lùn ăn được là hơi dở các bạn. Vô bạn. Món ruột của lùn đã từ xa bay trong tôi lùn rồi. Là khúc anh em nghĩ trò chơi này là mình nói là mình thua 100% nha. Nhưng mà tại sao không biết nữa. Dựa chính mình. Năng khiếu này cao quá thì cũng. Là kia là nó dựa chính mình. Nó những tình bạn hơn. Tại nãy nó nhắm mắt tao mở không phải nghe là teo mở mắt là thua luôn rồi. Đúng. Ok. Nó đâu có rõ được. Rồi tôi mời miếng đầu bàn ông lùng, ok. Đây, mời lùng năm sao ăn đi nha. Ok, mời anh đem năm sao ăn nha. Trời trời bữa nay mà vừa nhìn thèm mà nói mình hai gà má dầu gì đó ông lùng. Giờ dầu mình hết trơn, giờ nãy mình gặt, giờ xuống chân rồi, không còn trên đầu nữa. Được rồi. Giờ là còn cái đầu của mà. Không, hai gà giống như là nó bị gió từ nhỏ vậy. Trời, bây giờ tôi mới thấy con tôm gõ nè ông nội ơi. Không là chỉ cần chiếc mát. Quá đỉnh. Ờ mời bạn con tôm càng xanh sốt trứng muối nha. Trời quá ngon thiệt. Ôi, mà xong cái lử liếu liều ghê trời. Liếu liều dữ anh em.
gì vô vậy? Nhập tới liếu liều dưới ba. Anh xin phép hò cái nha. Đồ nước miếng này không rồi đó. Ủa sao? Không đủ sẵn miếng rồi đó mà. Xin phép hò đàng hoàng mừng. Các bạn nghĩ đi. Nó mổ 3 phút. Nó mệt gần chết mà chưa hồ tiếng nữa. Tự nhiên nếu giờ vô nhìn miệng cái ho bắt đầu ra. Đúng rồi. Đúng không? Lần nào nhìn ra nhìn hẹn cái đó. Tới rồi chết không có con tép nó thiệt luôn á. Nè. Thôi để tôi mời em ngon miếng đi. Ho đi. Ho. Vô ăn. Ho nè. Ho. Thôi để cho mình mời thằng ho cái. Thôi mình nói xịn các bạn. Nói xịn. Nó. Thôi để mình bung quế. Thôi để mình sủa bạn ơi. Đó. Ghê chứ. Mấy con chó xung chung là em để mình gáy cái. Đủ. Cái này ghê trời. Đủ ăn nhéo quá. Ok trời. Ăn cái này mình nút cái tay nó đã vậy. Nướng tới mỡ mà. Ngon quá. Bây giờ nút cái con tôm mà lắng o luôn trời. Mấy cái hộp vịt muối các bạn. Rồi đồ niêm với bơ rồi nó thấm ở ngoài cái da nó ra nút sợi ngon kìa. Yeah. Thịt nó ngon lắm luôn á. Ông dưới phiền là mua cỡ 3-4 kg ăn vừa bụng. Thôi ăn cái đó nhiều quá sợ gút ăn nhiêu được rồi. Không, buổi tối anh em mình ăn gì đủ rồi. Ăn đơn giản thôi không? Đúng rồi. Ăn không đi ngủ. Ừ. Ăn cái này chắc bị cút luôn á. Gút thì né qua bên tôi đang nhảy vô. Không, biết không? Hai mày ăn đuối như hai mày ăn là độc quỵ luôn á. Có bị gút ăn xong rồi gút ba tiếng chợ á. Tôi với ông bây giờ nhảy vô ăn là hơi bị ngon luôn ông lục gút luôn á. Ồ không ăn giờ chắc là hơi xỉu luôn. Chợ chịu hết nổi luôn rồi. Ngon quá mày ơi. Không mà ăn mày không biết được cảm nhận được cái món này ngon thế nào trời. Thịt ngon thiệt ngon. Giờ tôi thay đổi thì tôi ghét cảm nhận luôn rồi. Không có gì hết. Ông với quay phim tập trung ăn lẹ đi đặng tôi nằm nè. Nuôi nhảy cái trời. Nằm đi. Ngủ. À giờ ông ngồi sao ông nào đi. Ngủ đi. Thôi quy lần nhìn miệng được mấy nhìn miệng cho. Thôi ngủ ngủ thôi. Ngủ nha. Ừ. Ok ok ngủ à. Thôi ngủ cái hồi nữa mà chẳng có miếng nữa đó. Tu là món mới cho ông coi. Tao mới rồi. Nãy giờ hồi nãy ăn món mới mới trời mình ăn có món ăn hoài đó trời. Ăn món này phải nút tay các bạn. Nãy giờ ngon rồi. Món tôm không mà nó hôm mà món mới mới. Không kiểu mới. Kiểu mới cái lối lộn. Ừ, kiểu mới nó đây. Giống ông bình thường. Món này món cũ ăn kiểu mới. Thôi mình áp dụng cái kiểu cũ lại nha bạn. Tại vì mình không biết kiểu mới nha. Kiểu truyền thống hả? Ừ. Thôi giờ ông ăn kiểu mới đi rồi ông đưa tôi với ông Lùng ăn. Vậy đúng rồi. Chịu lách nổi rồi. Kiểu đó kiểu gì ngộ trời. Kiểu đó độc lạ. Kiểu đó đụng trời. Tôi ăn kiểu mới. Thật tôm nó dai ha. Ừ, nó cạo ra cái trang vô nó múc nè. Thấm vô trong ra xíu muối vô ha. Bao phê luôn. Nè. Xíu rau nè làm bánh trộn nè. Đúng rồi hả? Rồi, ta ăn kiểu mới luôn. Ừ. Đây, có làm nha mày. Ta phải làm trứng ốp la luôn. Có miếng topping tóp mỡ nha mày. Ừ. Ta. Nhà lòng tao nghĩ đây bạn. Vô nha. Tao thấy miếng muối cái này nó hẹp tay luôn. Không thèm thấy. Đấy. Không thèm. Cái nào mình thèm mình nói mình thèm. Rồi. Mà thèm nữa luôn không? Thèm. Thèm dữ vậy. Hả? Này mới thèm nè. Thèm dữ vậy không? Không dữ vậy đâu. Vô rồi. Trời vô rồi. Trộn lên mấy triệu à. Thôi ta mà suy nghĩ giờ lùng thèm không? Không, không thèm nào. Ông lùng gắt là hẹp luôn tôi khẳng định với ông vậy cái bụng tôi ổ kêu anh heo luôn nè. Tôi không? Tôi cái bụng tôi như con heo kêu ông nãy giờ luôn đó tôi thiệt. Mình nghĩ lùng chắc thèm lắm thiệt luôn thôi mình mời nó con nha bạn. Nào lục không thèm thôi tao mình ăn luôn nha mời bạn nha. Ủa sao mời tôi nãy mình nói không thèm mà có thèm không tụi nó gắt là thèm tôi ơi con heo đó kêu bụng tôi kêu ông dữ lắm rồi chắc là thèm mà chưa đủ thèm tôi siêu thèm luôn. Này hai chưa cấp tiếp độ hả chịu hết nổi rồi. Mày chắc bay lên trời vòng quá. Cái con mà siêu hèm nè, thấy cảm giác siêu hèm mấy đó. Tụi bay lên trời vòng quá, tôi ngồi đây hết được rồi đó. Nãy giờ đầu tôi bay bổng mà gặp thêm cái dĩa tôm này hứ gì mà chịu nói trời. Mày ngồi hơi xa đâu đó ta. Ngồi ra gần con trai cái mũi nó thật vô mũi không. Nghe giờ mình làm thêm con chứ. Làm nhiều con đi chứ con. Là quay cái trời luôn á, hôm mà nhẹ mà vơ mà. Nè liếm nè. Điều lệ như vậy. Nút nè cho không biết. Ồ cái mỏ mùi dịu chứ. Rồi chào. Chơi kiểu truyền thống mấy bạn. Đúng chứ dịu truyền thống. Nè ăn kiểu truyền thống. Ừ ăn kiểu truyền thống. Ăn đi tôi chơi. Mất ăn điểm quá trai ơi. Ai cái kiểu gì không chơi kiểu gì à. Gọt vỏ nè nút. Không phải. Cái đó là phải chơi đâu ông nội. Đó là ăn. Ừ. Nè ăn. Tao mày mày giới thiệu tới các bạn cái kiểu chơi truyền thống à. Đó rồi. Lột vỏ nè. Nè, truyền thống là vậy nè. Dạ. Lột vỏ.
nè, chấm muối rồi sao đúng này là truyền thống. Ăn kiểu gì đấu hay chơi kiểu gì tiền đấu chơi bạn, chơi kiểu gì thắng bạn chơi nha. Vô quá quả đạn luôn chứ không rồi xong luôn. Không bây giờ mình chưa nói cái gì hết trơn. Mấy ông này không tưởng suy nghĩ rồi mà mình không biết gì đâu. Mày nói rồi, xạo rồi. Rồi. Thì chơi cái gì không? Mình nói là mình nói nè các bạn, bây giờ mình chơi cái gì không nha. Chị nè. Nãy gắn định lớn mạnh miệng đó mà. Nghe cái tiếng chơi đó mà nhắn nhá hay lắm luôn. Hay lắm không? Tôi nói chơi, nói chơi, tôi nói gì vậy? Không, chứ chơi nãy nặng ký lắm. Chơi. Nói sao? Ghê lắm. Chơi. Chị không hả? Kiểu gì không hả? Đá hôm nay chơi kiểu mới không mày. Bây giờ nó mới qua nó mới đấu lại chơi kiểu gì không không. Ừ. Hay vậy. Tôi trẻ vậy. Quá bắt đầu rồi. Tôi trẻ giờ kiểu mới nhiều lắm. Bây giờ mình không biết cái nên hỏi em nói cái quần gì luôn. Mình đi đó mình ăn mình chơi ăn kiểu gì không rồi. À ý tao đó là ăn chơi mà. Ăn cái đâu mà chơi. Hồi dịch là gì em cũng chết à. Em càng nói là em càng chết á. Kiểu mới sao. Ủa vậy tôi ăn thế. Quá mệt mỏi. Quá sạch. Rồi. Trừ ho chứ không phải là nước miếng không em. Trời ơi. Trời quá sạch. Ơi nếu nếu. Ơi chắc chắn tôi nghĩ được Huyền là ăn ăn con tôm chắc chơi kiểu con tôm với kiểu mới. Coi lại hả? Gì cơ ai vậy? Quá quá tiện kìa. Ông lụng cũng nhầm tiền. Trời ơi trời. Mày nói là mày không tay không tiền. Chứ không tại. Ông làm gì tới ăn ăn mới đẹp. Con tay điều luyện đi con tay nghệ không á. Quá quả chữ kìa. Vô bạn tập trung với bạn. Vô. Con này là nó mình quá quả chữ bạn này luôn. Trong tay mình có 4 thằng hả? Một thằng thì chăm tiện. Một thằng đề tiện. Quá đề tiện. Còn thằng biết gái nữa. Gì quá trời. À, em thấy nè em nha gì em có dự cái bắt cô mà bắt anh làm anh bất ngờ quá rồi sặc nó trời ơi trời gì đấy nè ôi sặc hèo chứ mấy bất cự đâu ngày thèm không bảo đảm với ông luôn á này làm tôi chết luôn này vô ai vô đầu tao ơi quá thèm không quá sắc quá thèm nè miếng đi vô ai. Thôi bây giờ mình chơi cái cũ đi nha bạn. Cũ. Thấy cũ cái gì? Ok cũ cũng té luôn bạn ơi. Đây là anh đi quán kiểu cũ cho bạn. Đây chơi kiểu cũ té luôn rồi. Mày đây, mày đây. Mày nói là good á. Mày nói là good job đi. Good job mày. Mày nói vậy đùng đùng như thế ghê lắm cho mày luôn á. Tụi nói gì trời nãy giờ đầu mấy ông nói. Gì thấm nó cũng biết nè. Kiểu mới cũng biết nè, kiểu cũ cũng biết. Rồi kiểu mà nó vừa mới vừa cũ rồi cũng không biết luôn á. Thấy lùn lùn vậy á, vác lùi đi trước, nắm đi sau đó ông nội, quay đơn giản đâu. Mày nấu thì tao nấu à. Nãy là các bạn nghe chơi luôn lắm. Rồi mời bạn con tép nhỏ bạn. Ôi là quên quá. Này ông sợ quá rồi. Đừng sợ cừ nữa ông nội. Bữa nay ông cừ. Bữa nay ông sợ ông cừ sẽ khoái bọn té luôn. Tao mê luôn. Tao mê luôn. Ông nhận là từ trước giờ mình làm chung với năm năm mấy bạn bữa nay mình phê nhất này. Quá mê luôn. Bao mê luôn. Phê phải không? Mê quá chết nổi luôn rồi. Bây giờ mình này cái mình cừ còn ăn không nổi mà mình cừ nó nổi rồi. Giờ là mình muốn cừ hoài cừ mãi nha. Còn bây giờ còn nhiêu đây thì bây giờ mình sẽ đem vô cho bà làm mới mà còn mới quen quen sách gì ngoài nó sẽ thử thức rồi này à. Chứ ăn chúng ông cừ hoài sao ăn chứ giờ mình cừ rồi đang hết tự luôn mà ăn chưa cho nó mà nữa đặng về chơi kiểu gì nấu gì đó. Thôi nói chung bây giờ anh em mình sẽ biết xem lại clip tới đây. Chúc toàn thể tất cả bạn xem clip này có gì đó vui vẻ nhiều chúc em. Nếu tất cả bạn thích clip này các bạn nhấn like clip này chia sẻ giúp mình gì điều quan trọng các bạn bấm đăng ký kênh nhấn cho mình cạnh để theo dõi những clip tiếp theo. Còn bây giờ chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo. Bye bye, xin chào hẹn gặp lại các bạn nha. Bye bye. Bye.